Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên làm món bột chiên theo yêu cầu. Cách làm của Nguyên thì rất là đơn giản, mình không có cần ngâm bột, rút ngắn thời gian khi chế biến, nhưng mà ăn vẫn rất là ngon. Bây giờ thì Nguyên mời các bạn cùng xem qua nguyên liệu để làm món bột chiên. Nguyên sử dụng hai loại bột này để làm bột chiên. Đây là bột tàn mì, tức là tinh bột mì. Mình làm bột chiên, mình cho bột tàn mì vô thì cái bánh nó sẽ dai và ngon hơn. Còn đây là bột gạo, Nguyên xài của hiệu Tài Ký ha, các bạn xài hiệu nào cũng được, mình mua cái loại Vĩnh Thuận thì cũng ngon lắm. Hoặc là các bạn cũng có thể mua cái bột gạo Thái mình làm ha, thì làm ra cái bánh nó thơm mùi gạo hơn, nhưng mà cái lượng nước thì mình phải điều chỉnh lại, thì chút nữa Nguyên sẽ chia sẻ sau. Việc đầu tiên thì mình đi rây qua cái bột trước ha, Nguyên cho vào đây là 200g bột gạo. Vì cái cách làm của Nguyên thì không có ngâm bột cho nên mình phải rây cho cái bột nó thiệt là mịn, thì mình chế nước sôi lúc mà mình nhồi bột thì cái bột nó mới mịn. Rây xong mà thấy mấy cái lặn cặn nè thì các bạn bỏ ha, đừng có lấy ha. Còn ở đây là 40g bột tàn mì thì mình cũng rây vô luôn. Bột tàn mì thì nó bằng là 20% của cái lượng bột gạo ha. Và Nguyên cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, các bạn có thể cho ít hơn ha. Mình lấy cái phới lòng mình khuấy cho bột nó đều với nhau ha. Lượng nước dùng cho 240g bột là 480g nước ha. Mình lấy cái tổng lượng bột mình nhân 2 thì ra cái lượng nước. Nếu dùng bột gạo Thái thì mình lấy tổng lượng bột nhân cho 2.2 hoặc là 2.3. Cho vào nồi 480ml nước, rồi mình bắt lửa lớn mình nấu cho nó mau sôi. Khi nước vừa sôi rồi thì mình để cho nó sôi khoảng 10 giây cho nó sôi già luôn á, thì mình nhích ra liền ha, rồi mình đổ vô bột liền luôn. Mình phải chuẩn bị sẵn một cái cây cán bột để mình khuấy bột, mình đừng có dùng cái cây phế lồng mình khuấy bột nha, tại vì cây phế lồng nó dính dữ lắm. Mình khuấy nhanh tay và đến khi nào thấy bột khô không còn là được. Khuấy xong thì mình để bột ở đây nghỉ khoảng chừng 5 phút ha, mình không có cần đậy ha, tại vì mình để cái mùi bột nó bay bớt cho nó bớt chua. Sau 5 phút thì Nguyên nhào bột luôn. Nguyên cho vào đây một muỗng canh mỡ heo, các bạn cũng có thể xài dầu ăn cũng được nha. Mình nhào bột còn nóng lắm cho nên mình phải đeo cái bao tay bằng vải ở trong, rồi mình đeo thêm một cái bao tay ở ngoài nữa, như vậy thì mình nhào bột nó dễ hơn. Mình nhào bột khi bột còn nóng thì cũng giúp cho cái bánh nó dai hơn đó. Bây giờ thì mình lấy cái khối bột này mình để ra ngoài bàn cho dễ nhồi ha. Cho khối bột lên bàn thì mình cứ nhồi cho khối bột này nó dẻo là được. Mình nhồi ít nhất là từ 10 cho đến 15 phút. Thì mình càng nhồi lâu thì cái bột nó càng dai thì nó càng ngon ha. Khối bột này bây giờ Nguyên đã nhồi được là 12 phút thì nó rất là dẻo ha. Đó, như vậy là được rồi. Khối bột này đã nhồi xong thì mình chỉnh lại cho nó dẹp lại thì mình mang đi hấp. Nguyên dùng một cái mâm inox này nè, rồi mình bọc cái food wrap để cho nó không có dính bột ha. Rồi mình để khối bột vô, mình lấy cái tay mình ấn cho cái bột nó dẹp ra. Mình cứ ấn rồi mình lấy cái tay mình điều chỉnh cho cái bột nó bằng với nhau thì lúc mà mình hấp thì nó chín đều. Hoặc là mình dùng một cái miếng nhựa mình chét cho nó đều tay hết ha. Đó, giống như là mình chét bột vậy đó. Rồi điều chỉnh cho nó vuông ha. Như vậy là xong rồi nè. Rồi mình lấy cái miếng food wrap lên nhẹ nhàng ha, tại vì cái miếng bột nó rất là dẻo, rất là mềm đó. Mình chỉnh cho nó vuông lại, rồi mình để vô sửng hấp, mình hấp liền luôn. Cái sửng hấp mình phải lót cái miếng giấy nướng bánh á, không thôi thì chút nữa nó bị dính dữ lắm. Rồi bây giờ mình mang đi hấp liền. Khi nước sôi thì mình cho sửng hấp vào. Cái sửng đầu tiên Nguyên cho vào á, cái này là bột gạo Thái. Cái này thì cái lượng nước Nguyên xài là nhân cho 2.2 á ha. Còn cái sửng này là cái sửng bột hồi nãy là Nguyên xài cái bột gạo của Tài Ký á. Chút nữa hấp xong á thì mình xem hai cái loại bột nó như thế nào. Rồi mình đậy nắp lại, mình hấp trong 45 phút. Cái bột này mình không có hấp lửa lớn ha, mình hấp lửa trung bình thấp thôi. Nguyên sử dụng cái lò khè nên cái này là thấp nhất của cái lò rồi đó.
Phần topping để ăn bột chiên thì có xá bấu. Xá bấu thì mình cắt hạt lựu rồi mình ngâm cho nó nhạt ha. Rồi hành lá và trứng vịt. Còn ở đây là tỏi băm mình dùng để xào cái xá bấu á. Còn ở đây là tóp mỡ, chút nữa mình pha vô cái xá bấu cho nó thơm. Đu đủ bào ha, bào nhuyễn rồi mình rửa lại. Còn ở đây là ớt xay. Bây giờ thì mình xào xá bấu luôn ha. Nguyên bát cái chảo cho vào đây một muỗng canh mỡ hoặc là dầu ăn cũng được. Rồi mình cho tỏi băm vào mình xào. Cái tỏi băm này tương đối nhiều, nếu các bạn không có thích ăn nhiều thì mình cho ít thôi. Xào cho đến khi thơm thì mình cho xá bấu vào mình xào. Xá bấu này thì cũng nhạt rồi, cho nên Nguyên chỉ nêm vào đây một muỗng cà phê bột nêm gà với lại một muỗng cà phê đường. Nếu mà các bạn ngâm nó hơi mặn thì mình không cần nêm gì hết, mình chỉ nêm một chút xíu đường thôi cũng được. Tóp mỡ này thì các bạn không có cho cũng được ha, Nguyên thấy cho thì nó thơm hơn. Và cho vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu, rồi mình xào sơ rồi mình múc ra là chuẩn bị, chút nữa mình chiên bột rồi mình để vô. Bây giờ thì mình pha cái chén sốt để mình chấm bột chiên ăn. Ở đây là 8 muỗng canh nước sôi và 4 muỗng canh nước tương ly công ki. Các bạn xài hiệu nào thì cũng được nha. Và 4 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê kiếp chấp hoặc là giấm tiều cũng được ha. Rồi mình lấy cái muỗng mình khuấy đều. Như vậy là cái chén nước chấm đã xong rồi. Bột hồi nãy giờ hấp được 45 phút thì mình lấy ra coi coi nó chín chưa ha. Cái bột mình rờ vô mà nó không có bị dính tay á là chín. Tốt nhất thì mình lấy cây đũa mình xăm vô để coi coi nó có còn ướt không. Mình xăm vô mà thấy cái đũa nó khô như vậy là được rồi, nó đã chín rồi nè. Bây giờ thì mình lấy ra ha. Còn riêng cái miếng bột ở dưới, tức là cái này là bột gạo thái á, thì Nguyên thấy nó cũng còn ướt nè. Nguyên xăm vô á thì thấy cái bột á nó còn dính đũa á. Cho nên cái này thì còn phải hấp thêm khoảng chừng 15 cho đến 20 phút nữa. Mình đậy nắp lại mình hấp ha. Thí dụ các bạn dùng cái bột gạo thái thì mình phải chú ý cái thời gian hấp. Cái miếng bột này á, thì là của Tài Ký thì mình hấp 45 phút ha. Thì thấy rất là khô và nó không có bị dính tay mà rất là dẻo nữa. Bây giờ mình để cho cái bột này á, nó hơi nguội chút xíu thì mình cắt ra mình chiên được rồi. Cái miếng bột thì bây giờ nó cũng đã nguội rồi. Bây giờ thì mình cắt ra để mình chiên ăn luôn. Cái miếng bột rất là dẻo luôn nè các bạn, rất là mượt, mịn lắm. Nguyên thấy mình cắt cái bột này á, mình lấy cái miếng nhựa này cắt á, nó dễ hơn là mình lấy con dao á. Lấy con dao cắt thì nó hay bị dính á. Thì cắt cái kích cỡ như thế nào thì cũng tùy các bạn ha. Nguyên thì cắt như ở ngoài bán như vậy đó. Còn cái miếng bột này là bột gạo thái thì Nguyên hấp được 1 tiếng đồng hồ. Mình dùng cái bột gạo thái này á, cái lượng nước là mình phải điều chỉnh cho nó đúng luôn thì nó mới ngon. Thì mình cũng có thể là cho là 2.2 cho tới 2.4 á, thì nó ngon hơn. Bây giờ thì thấy nó còn rất là khô nè. Bột cắt xong á, thì mình pha vào đây á, một chút xíu cái này là hắc xì dầu ha. Cái hắc xì dầu này mình dùng để xào hủ tiếu đó. Có cái này vô thì cái bột mình chiên á, nó có cái mùi đặc trưng á. Với lại nhìn màu sắc nó cũng đẹp hơn. Nếu các bạn không có mua được cái loại này thì mình mua cái loại mà nước màu á, dùng để kho cá, cái nước màu dừa cũng được ha, hoặc là không cho cũng được. Mình xé ra từng miếng bột á để mình trộn cho nó dễ ha. Bột trộn xong thì mình mang đi chiên luôn. Bắt cái chảo Nguyên cho vào đây 2 muỗng canh mỡ heo, các bạn có thể xài dầu ăn ha. Rồi mình để cho cái dầu nó nóng rồi á, mình cho bột chiên vào. Mình cho bột vào rồi á, mình dùng hai cái sạn á, mình tơi cho cái bột á nó đều hết. Mình cũng chiên ở cái mức lửa nhỏ thôi nha, tại vì chiên lửa lớn quá thì nó rất là nhanh khét á. Chiên đến khi nào mà thấy bột á nó giòn rồi thì mình lật qua bên này mình chiên tiếp. Khi bột mà lật qua bên này rồi á thì mình cho trứng vào luôn. Thì trứng nhiều hay ít thì cũng tùy các bạn ha. Các bạn cũng có thể dùng cái trứng gà mình chiên cũng ngon. Chiên cái bột chiên này á, nếu mà các bạn muốn ăn giòn á, thì mình để lửa nhỏ nhỏ rồi mình chiên thời gian lâu chút xíu thì nó giòn. Còn Nguyên thì thích ăn cái bột chiên nó chiên vừa vừa thôi. Mình cho một chút hành vô ha. Và cho vào đây một ít tiêu.
Sáu bấu thì mình cho cuối cùng, hoặc là các bạn có thể cho lúc mà mình cho trứng vô cũng được ha, tùy ha. Trong khi mà mình cho những cái topping ở trên á, thì ở dưới cái bật bột nó vẫn chiên ha. Thì chiên tới khi nào mà thấy nó giòn luôn thì mình lấy lên. Bột chiên đã xong rồi nè các bạn, mời các bạn dùng nha. Nước chấm thì không thể thiếu ớt xay, cho vào đây một chút ớt xay và một chút tương ớt để tăng hương vị. Và một ít đu đủ bào ha. Như vậy là Nguyên vừa chia sẻ xong cái món bột chiên rất là nhanh và gọn nữa. Nếu các bạn có thời gian thì buổi tối mình hấp sẵn bột, rồi buổi sáng mình chiên ăn sáng cho gia đình để thay đổi khẩu vị, rất là ngon. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tôi chào tại cá sâu thảy.